Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Hiên. Và chủ đề ngày hôm nay sẽ là chủ đề về SWOT và review xăng. Và tiện đây thông báo cho mọi người một tin hân hạnh, đó chính là trong thời gian tới trên kênh YouTube của Hiên sẽ có thêm một chủ đề mới, đó chính là về thời trang. Hẹn mọi người một chiếc video Shopee haul vào tuần tới nha. Hôm nay Hiên sẽ đem đến 6 thợ săn đến từ nhà Timory. Và hãng đã đặt tên cho dòng săn này một cái tên mà cô gái nào cũng muốn crush của mình làm như vậy, đó chính là Look at Her. Đầu tiên thì sẽ nói về packaging của sản phẩm. Em này có thiết kế cực kỳ basic nhưng mà rất là sang trọng luôn á. Còn về vào hộp giấy thì rất là dày dặn và chấm điểm 10 trên 10 nha. Bên ngoài thì 10 trên 10, còn bên trong thì như thế nào bây giờ chúng ta cùng khám phá nha. Màu đầu tiên đó chính là màu B601. Theo hãng mô tả em này có màu cam đào nút. Còn theo mắt thì nhìn thấy thì em này có màu cam nâu nút. Cũng bởi vì tùy theo sắc tố môi và da em này sẽ lên màu khác, nên là Hiền cũng không thể nào vội đánh giá em này có màu gì được. Ở dòng son này thì tùy theo màu son mà có chất son khác nhau. Riêng màu B601 này thì có chất son không quá đặc nhưng cũng không quá lỏng. Khi đánh lên môi thì chỉ cần mất vài giây thì mới đã tệt vào môi rồi. Và điểm mà Hiền thích ở sản phẩm này nữa đó chính là mùi hương. Em này có mùi gì thì cũng không rõ nữa, nhưng mà rất là thơm theo kiểu cá tính ấy. Bạn nào không thích son có mùi hoặc là bị dị ứng mùi hương thì nên tạo em này về ngay đi nha. Tại vì khi lên môi chỉ cần vài giây thì mí đã bay hơi hoàn toàn rồi. Mùi hương bay hơi nha mọi người. Màu B601 khi lên môi Hiền sẽ là màu nâu nút cực kỳ tây luôn. Nhưng lưu ý một xí, khi đánh màu son này thì mọi người nên make up mắt đậm hơn nè, để nhìn có vẻ trưởng thành và sang trọng. Độ bám của em này trung bình tầm khoảng 2 đến 4 giờ nếu không ăn uống, nên là rất dễ dàng cho việc tẩy trang môi và muốn đổi màu son liền ngay lập tức. Bản màu son lần này được sắp xếp theo từ nhạt đến đậm, nên là những màu cuối sẽ là những màu bestseller, nên mọi người cùng theo dõi đến hết video nha. Và đừng quên video này cũng có giveaway nữa đó. Và tiếp theo sẽ là màu B602, em này có màu nút hồng gỗ. So sánh với màu B601 thì màu B602 sẽ đậm hơn một tí, bởi vì em này có sắc nâu và gỗ nhiều hơn. Còn về chất son thì hai màu này sẽ có chất son tương đồng với nhau. Ở cuối video Hiền cũng có swatch hết 6 màu son lên tay để cho mọi người tiện so sánh, nên là bạn nào muốn tham khảo thì cùng chờ xem đến đoạn cuối nha. So sánh giữa hai màu B601 và B602 khi lên môi Hiền thì màu B602 sẽ có thêm sắc hồng, nên là khá là khó cho việc lựa chọn giữa hai màu á. Nhưng mà theo cá nhân Hiền thì sẽ chọn màu B601 nha. Ở bộ sưu tập lần này thì Timory muốn nhắc nhở cho các nàng phải luôn xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ trong mọi hoàn cảnh. Và ở đây có 6 hoàn cảnh tương đương với 6 màu son nè. Tiếp theo sẽ là màu B603, em này có màu cam cháy và cũng là màu mà Hiền nghĩ mấy bạn thuộc teen rất là thích và ưa chuộng. Nhắc thêm một câu nữa, đó chính là bộ sưu tập lần này Timory đã rất là tâm lý khi đưa ra 6 màu son cực kỳ trendy và hợp với làn da châu Á. Và chất son của màu B603 sẽ tương đồng so với hai màu trước. Một điều đáng để nói nữa đó chính là sản phẩm bên nhà Timory sẽ thay đổi mẫu liên tục. Một lần chỉ ra một đợt thôi, nên là xem xong video này thì mọi người nên mua liền đi nha, kiểu không kịp nữa đâu nè. Hiện tại bên nhà Timory đang có chương trình mua 2 tặng 1 và còn được free ship trên toàn quốc nữa. Và giá niêm yết của sản phẩm đó chính là 129.000 một cây. Một giá mà cực kỳ hợp với học sinh sinh viên. So với chất lượng son và giá tiền thì khá là rẻ rồi mọi người. Nên là bạn nào chưa đủ điều kiện kinh tế thì cùng tham gia giveaway trên kênh fanpage Huỳnh Thúy Hiền, và Hiền sẽ để link bài viết ở phần mô tả cho mọi người nha. Và tiếp theo sẽ là màu son Hiền thích nhất trong 6 thợ son ngày hôm nay, đó chính là màu B604, màu nâu đỏ đất. Bởi vì màu son đậm, chất son đặc nên là khi đánh lên em ấy sẽ không đều màu cho lắm. Nhưng mà chịu khó thêm vài giây thì mới sẽ đều màu ngay thôi. Và độ bám của em này sẽ lâu nhất trong cả 6. À, và còn rất là tung răng và trắng da của chúng ta nữa. Chất son của nhà Timory làm Hiền rất là ấn tượng, bởi vì rất là nhẹ môi luôn. Nếu bạn nào bảo Hiền nói điêu thì thử mua về dùng xem là Hiền có nói đúng không nè. Xem đến đây thì mọi người có biết tại sao hôm nay Hiền làm mặc một chiếc áo màu nâu không? Hiền nghĩ là mọi người nghĩ đúng nè. Hiền là một đứa có màu răng không được trắng, nhưng khi đánh màu son này lên á thì được cứu vớt lên khá là nhiều luôn. Và màu son này sẽ phù hợp trên tất cả mọi loại da, kể cả da ngâm hoặc là bạn nào lừa makeup mà hay để mặt mộc á. Xem đến đây thì chắc cũng có khá là nhiều bạn thắc mắc tại sao cổ Hiền lại đen hơn mặt Hiền. Có khá là nhiều lý do. Đầu tiên là vốn dĩ là cổ Hiền đã đen hơn mặt Hiền thật rồi.
Còn thứ hai đó chính là ánh sáng hiện sử dụng thì nó chỉ chiếu thẳng vào mặt thôi, còn phần cổ thì sẽ ít hơn. Còn lý do thứ ba đó chính là hiện có sử dụng cushion tone trắng hơn một tí vào phần cổ, nhưng mà do lý do thứ hai á mọi người. Tiếp theo sẽ là màu B605, em này có màu đỏ cam gạch, là màu tươi nhất trong bộ sưu tập lần này. Sẽ phục vụ cho những bạn thích son có màu tươi nhưng cũng không thể nào thiếu sắc nâu, và cũng sẽ rất là phù hợp trên tất cả mọi loại da luôn. Em này có chất son lỏng nhất trong cả 6 nhưng lại khô rất là nhanh nè. Và hiện có để link fanpage và Instagram của nhà Timory ở phần mô tả, nên là bạn nào đang có ý định mua thì click vào đường link phía bên dưới nha. Và cuối cùng sẽ là màu B606, em này có màu nâu cam choco. So sánh giữa hai màu B606 và B603 thì màu B606 này sẽ có thêm sắc nâu nên sẽ rất là tông răng và trắng da của chúng ta nè. Nếu cho Hiền sự lựa chọn giữa hai màu B606 và B603 thì Hiền sẽ chọn màu B606 nha. Bây giờ Hiền sẽ xếp hạng 6 màu son theo cá nhân Hiền thôi nha. Và Hiền thích nhất là thỏi son màu số B604, B606, B605, B603, B601 và cuối cùng là B602. Còn mọi người thích màu nào nhé, comment phía dưới cho Hiền biết nha. Ok, và Hiền cũng đã swatch và review bộ sưu tập của nhà Timory xong rồi. Nếu bạn nào muốn Hiền swatch và review một bộ sưu tập nào nữa thì cùng gợi ý ở phần comment cho Hiền biết nha. Và video đến đây cũng đã hoàn thành rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ Hiền nha. Bye bye mọi người.